Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Bà không đi làm gì đâu. Rồi. Không tí thì bà thằng nào bà chả pha. Chứ tầm đấy bà pha được đến tối, hết tối. Nhưng mà pha được mấy cốc đấy thì mình dậy nở. Cái chỗ cho mình lấy đây phải 2-3 cốc. Lần. 2 tháng. Thì kiểu mà ăn được thì ừ. Này thì lọc không đáng nổi lên đấy. Sơn nó lắc lắc bọt 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 nữa, lắc lên thì có bọt lên cao lên đứng đây. Đây là chanh nữa. Đấy thì em làm mát hẳn mẹ. Ngủ đấy nó nóng. Có ngọt đấy nhỉ. Cái gì mẹ nhạt chứ. Sạc pin nhanh mãi nổi cái sạc pin này này xem nào. Này. Cỡ sạc nhanh lắm. Mặt cứ có cái gì bong bong tróc ra bong tróc thế nào. Có lẽ là có nhìn thấy ở trong trước mắt này nó cứ có cái gì trong mũi này phải đâu. Thế mặn nhiều trên kia lắm. Bởi vậy bắt trên kia lên cái chéo game. Ai mà chịu được. Đấy. Đấy lên từ bận điều hòa đấy. Ôi chết nóng. Làm chết nóng luôn. Thì chả phải bảo các em không lấy cả anh lên đây thì chết tỏi. Bà ấy yêu mẹ mà đi yêu điện thoại đi. Đi mẹ đi mẹ à chơi mẹ ơi mẹ chị gọi kia về anh đi chuyện ấn nhỉ ấn kìa rồi lên đây thì làm sao thì phải thì đang ăn thì phải điện thoại đứa anh ấy nghiện quân nữa rồi anh ngủ nữa cũng chỉ nhẹ như đấy khi bọn mình đã nghiện cứ vẫn rồi xong tối vào cái nốt cái kia nhá kể lên điện thoại thì xong kể cái nốt sinh tồn lên điện thoại Long phát. Còn 3 ngày thôi mà Long vẫn lên được điện thoại tốt. Tối nè lên mẹ điện thoại rồi. Hai ừ, cái luôn. Mẹ thích đứng rồi. Ở đâu cái này là 27 sao. Đấy là không kè thôi. Phải để Long kè cơ thì cơ mà. Không kè thôi mà làm gái anh chửi. Tí tối anh ở chửi là một vài khắp một kiểu đấy. Thì càng thấy. Nhưng mà về có còn có thời gian không? Không có thời gian chó gì. Thời gian Long kéo chơi. Thời gian Long tạt lớn thức to. Tự kiểu như là điện thoại hay không có game mấy rồi thế là tao lên TikTok. Giống như là cái này cong mẹ gãy rồi, cái này cong mẹ gãy nốt rồi. Giống như là nhà mày cứ ngủ cơm cho anh em rửa bát thôi, bà ăn cơm lâu quá. Bà ăn cơm tí nữa là bà dậy thì chơi rồi. Bọn tao 15 giờ chơi rồi. Thế nấu sớm hơn là được. Đấy, giống 5-6 giờ rồi, mày đi mẹ, đã ăn cơm, bấy một vén cơm, bà tắm đi mẹ. Thế bình thường tối mới là có vẻ là xong để còn biết ăn xong mà vào còn không những hôm nào muộn muộn thì lọng không vào sớm.
Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Chín là gần thôi. Mấy cái lưng của chín là nó tự trong một sao đó mà. Thế hai hôm nữa anh chuẩn lên được không? Không biết, hai bảy sao rồi. Ốp còn đang mười mấy trận nữa thì mình lấy. Hai bảy sao rồi. Hai tám, hai chín, ba mười. Ba trận nữa thì ba mười. Ba mười sao cần ba, mười chín trận nữa. Nên cái này cũng phải ở chỗ mình chín thì hút nhẹ thế tối chưa được mấy ván thôi. Mấy ván là thế nào? Mấy trận rồi mình ấn ra lâu quá nhỉ. Mấy tí thôi. Trên kia phải là diệt cũng khỏi nó khỏi chứ nó nào diệt nó khỏi là nó hay chi chữa chữa anh kia hỏi cái gì chữa thì nó này chưa vừa mới vào ba mấy xong mà ui nóng mãi rồi chói mẹ tạm nhiệt nóng mãi gì nóng mãi thế mới có bà tạm vừa nãy xem bầm ấy bà ba sao bây giờ thì bà tạm đi lâu ấy ối sạch cái lòng vừa mới sạch đấy lên người xuống lên mẹ người hoàn trăm đi sẽ lên lưng con chả đâu đâu kia cho nhà mình rộng càng nhỉ mình chả có cái kiểu như là quán ăn lề đường nào hay cái kiểu gần như ấy nhỉ như Hà Nội ấy nhỉ còn mấy cái ngõ đấy là nó ở trong nó còn mấy cái chỗ có bán hàng đó này thì nó thích vãi mình đang đi được nửa đường bụi bay đầy mắt về đấy đầy mặt đi mày tì thằng bắt mày thằng bụi thằng đĩa cơm rang thằng cứt sỏi xiết thứ đây là cái kịch bản mõm này.